Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học vào tháng 7 thực hiện theo hình thức trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ hoặc cổng dịch vụ công quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh. Trong kỳ tuyển sinh năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học của thí sinh. Tính đến ngày 15 tháng 2, đã có khoảng hơn 80 cơ sở đào tạo trên cả nước công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023, trong đó nêu rõ các phương thức xét tuyển.